Ok, hello, welcome. Cái gì nhờ tôi quay trở lại với lại cái video mà em sẽ làm về các cái mã cổ phiếu cũng như là một chút xíu về nhận định thị trường trong những cái phiên giao dịch sắp tới nha. Thì chắc là trên cái thumbnail cũng như là trên cái màn hình anh chị cũng thấy rồi. Thì cái video hôm nay em sẽ nói về cái sự quay trở lại của ông vua một thời, đó là cổ phiếu Capital Công. Thì trên cái vùng giá hiện tại nó đã gần tiệm cận tới cái vùng đỉnh là đâu đó là quanh 60 rồi, và nó có một cái vùng giá là 5x. Thì hiện tại bây giờ còn có thể mua được hay không, và nếu như mua ở cái vùng giá 5x này, liệu cổ phiếu Capital Công nó có thể vượt cái đỉnh lịch sử để nó tiến về cái vùng mục tiêu của chúng ta là vùng 85 hay không ha? Thì nếu như mà mua cái cổ phiếu Capital Công trong giai đoạn hiện tại và đặt cái mục tiêu, thì mục tiêu của em đưa ra cho Capital Công là loanh quanh về vùng giá 85 trong giai đoạn từ đây cho tới qua quý 2 của năm 2024 nha, chứ không phải là chỉ trong giai đoạn từ đây cho tới cuối năm nha chị. Chúng ta đầu tư vào cái doanh nghiệp mà chúng ta thấy có một cái sự tăng trưởng bền vững, và một cái doanh nghiệp mà chúng ta cảm giác được là nó có một cái sự chuyển mình khá rõ rệt trong giai đoạn vừa qua ha. Thì cũng nhớ rằng là cái giai đoạn trước đây cổ phiếu Capital Công nó có một cái biến động không mấy là tích cực, sau khi là chủ tịch Trần Bá Dương là đã rời khỏi cái ghế này ha chị. Rồi tiếp theo nữa là có một cái sự đấu thầu giữa Capital Công, có nghĩa là Liên minh Hoa Lư và liên minh của tập đoàn VCG ha, do bên cánh của chủ tịch Trần Bá Dương. Thì Capital Công và Hòa Bình cũng đã thất bại trong cái dự án lần này. Nhưng mà nhìn trên đồ thị kỹ thuật thì chúng ta sẽ thấy có một cái điều rất là khác biệt. Đây, mình tạm thời đi qua cái biểu đồ phân tích kỹ thuật của cổ phiếu Capital Công nha. Trong giai đoạn khung daily, khung H1, khung weekly, khung tuần và khung tháng, thì nó đều cho chúng ta một cái diễn biến khá tích cực của cổ phiếu Capital Công khi mà cổ phiếu này liên tục nằm ở cái chu kỳ tăng trưởng. Có nghĩa là đều nằm trên những cái vùng mây là uptrend, nằm trên vùng tăng giá của hai kiếm là xu hướng tăng. Thì cổ phiếu Capital Công sau một cái quá trình thất bại trong cái cuộc đua về cái dự án sân bay Long Thành, nó có một cái nhịp điều chỉnh khá mạnh từ mốc đâu đó 60, nó về thẳng ở cái vùng loanh quanh giao găm là 42, chiết khấu đâu đó 50% nha chị. À không, không tới 50%, chiết khấu đâu đó khoảng 30% ha. Nếu như cái giai đoạn này mà Capital Công trúng thầu thì khả năng Capital Công thời điểm trước nó đã về đâu đó loanh quanh vùng 90 nha. Nhưng mà thay giai đoạn vừa qua nó test xuống, nhưng anh chị thấy cái giai đoạn nhịp điều chỉnh vừa qua của thị trường cổ phiếu Capital Công khá khỏe nha, không có một cái nhịp nào đó gọi là đánh rơi cái vùng gọi là cái vùng tăng trưởng tích lũy trước đó. Có nghĩa là ở nội tại doanh nghiệp hiện tại đang có một cái sức mạnh về cầu vào cổ phiếu này đang khá lớn nha, khi mà cái biên độ rơi của nó rất là thấp. Thị trường quay trở lại, cổ phiếu Capital Công liên tục bật tăng ha, trong giai đoạn một tuần trở vừa vừa qua đây nè. Giai đoạn thứ năm tuần trước ha, thì cổ phiếu này nó cũng giống như các cổ phiếu khác, cũng có nhiều những nhịp rơi nhưng rơi không đáng kể ha, về những vùng mua rất là tốt. Thì cổ phiếu Capital Công mua ở vùng giá nào và tại sao lại mua cổ phiếu Capital Công để đầu tư cho giai đoạn cuối năm 2023 và qua giữa quý 2 của 2024? Thì trước khi mà đi qua phân tích kỹ thuật cái vùng mua, thì em sẽ đánh giá sơ qua cổ phiếu Capital Công cho chúng ta xem. Cổ phiếu Capital Công, trước khi nói về cổ phiếu Capital Công thì đáng lẽ là em làm một cái video về cổ phiếu Thế Giới Di Động nha chị. Nhưng mà nó có một cái con số mà khi mà đọc cái báo cáo tài chính em vẫn còn đang chưa giải mã được cái con số, là tại sao là để con số nó trong đó. Thì đã gửi qua cho thầy của em đang gọi là cố vấn cho mình xem cái con số đó là cái con số mà nếu như chúng ta giải được cái bài toán cái con số này thì cái bài toán của Thế Giới Di Động chúng ta sẽ giải được luôn ha. Nếu như cái con số này là cái con số để quản trị rủi ro thì chúng ta sẽ có một cái bước đột phá của doanh nghiệp này sau khi mà cái chi gọi là cái sức mua tiêu dùng bắt đầu nó quay trở lại, thì cái con số này chính là cái lợi thế dành cho Thế Giới Di Động. Nhưng nếu như thì chúng ta một cái video sau em sẽ nói kỹ hơn về Thế Giới Di Động, tại sao lại có con số đó, tại sao lại có cái việc mà sụt giảm về cái doanh thu, không phải là sụt giảm về doanh thu nữa mà sụt giảm về cái lợi nhuận tới 90 mấy% như vậy nha chị. Nó không đơn giản chỉ là cái việc là vừa nhìn trên báo cáo tài chính nó sụt giảm cái con số đó, và chúng ta bán tống bán tháo cổ phiếu là như vậy ha. Thì cái giá của Thế Giới Di Động loanh quanh vùng 38 này, cộng với cái việc mà báo cáo tài chính nó ra nó có một con số sụt giảm như vậy, liệu chăng đó là cái câu chuyện người ta muốn vẽ ra cho chúng ta, hay là đó là cái bức tranh kinh doanh thực sự tồi tệ của một doanh nghiệp gần như là bán lẻ hàng đầu Việt Nam như vậy ha. Thì cái video sau về Thế Giới Di Động em sẽ nói rõ hơn về cái mục tiêu này sau khi mà chúng ta giải đáp được cái con số đó ha. Vậy con số đó là con số gì và con số đó như thế nào? Trong cái video sau, tiếp theo về Thế Giới Di Động em sẽ giải thích cho anh chị ha. Tại vì mình không có chuyên về cái lĩnh vực tài chính
nên mình đang nhờ một cái cố vấn, một cái người cố vấn tài chính, họ đọc báo cáo tài chính và thầy sẽ giải đáp cái con số đó, xong sau đó em sẽ giải thích lại cho anh chị nhà đầu tư nhá. Rồi hẹn gặp lại quý anh chị vào cái video nói chi tiết về thế giới di động, liệu chúng ta có thể đầu tư được cái cổ phiếu này hay không, và đầu tư chúng ta nắm giữ để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng của nó, hay là chúng ta đầu tư lướt sóng hay không, thì video sau em sẽ làm rõ hơn và chúng ta sẽ cùng nhau đi vào video thế giới động ha, quay lại với cổ phiếu con tấn công. Rồi đối với con tấn công tính tới thời điểm quý 3 năm 2023 thì cổ phiếu con tấn công nhận được tổng cái dự án mà đang triển khai cũng như là đang hoạt động, đang triển khai giai đoạn cuối năm 2023 và 2024 là gần 19.000 tỷ nha, đâu đó 19, hơn 19.000 tỷ. Quý 2 năm 2023 là tổng thầu dự án kinh tế công nhận được là đâu đó khoảng 6.000 tới 7.000 tỷ. Thì anh chị cũng nhận thấy được là chỉ trong vòng một quý thôi, những cái dự án mà kinh tế công nhận được đạt gần 10.000 tỷ. Anh chị đạt gần 10, gần 10 hơn, gần 10 hoặc là đâu đó trên 10.000 tỷ. Chúng ta nhận thấy được là một cái khối lượng công việc của kinh tế công hiện tại đang có một cái tốc độ tăng trưởng cực kỳ tốt trong giai đoạn quý 4 năm 2023 này, và đặc biệt là giai đoạn giữa quý 2 ha, giữa quý 2, quý 2 tới quý 2, bởi vì cái tốc độ bàn giao của nó là đâu đó quý 3 và quý 4 năm 2020, 24, 2025, 2024 trước, sau đó là 2025. Thì cái dự án nhà máy như anh chị thấy trên màn hình thì dự án nhà máy Lego hiện tại cũng đã hoàn thành rồi ha, cũng là một trong những cái biểu tượng cũng đáng chú ý, Landmark 81, Lego, nhà máy VinFast, hay là những biểu tượng nào đó, tất cả những biểu tượng mà chị cũng đều biết được mang một cái dấu ấn rất là lớn của cái công ty có tấn công này. Và đặc biệt là chúng ta nói về cái câu chuyện trước là Chủ tịch Dương đúng không, và bây giờ là dự án nhà máy Lego thì là một cái câu chuyện khác về một cái doanh nghiệp, cũng là doanh nghiệp của Việt Nam mình, nhưng mà hiện tại là nội tại nó có một số sự thay đổi của những cái nhà đầu tư nước ngoài hoặc là những cái người ban chủ quản ở nước ngoài rồi. Và đặc biệt một cái yếu tố thứ hai nữa thì tại vì cái người lãnh đạo của cái công hiện tại bây giờ là mang tính chất là một công ty đầu tư xây dựng ở nước ngoài, nên họ đang thành lập ra một cái công ty xây dựng mang tên là Contechcom Construction Inc. để tập trung đánh vào cái mảng xây dựng ở những doanh nghiệp ngoài nước, có nghĩa là xuất ngoại để đánh nha anh chị. Thì chi tiết về cái kế hoạch này hiện tại vẫn chưa được triển khai, có nghĩa là cái thị trường mà họ nhắm đến là thị trường ở khu vực nào, khu vực châu Á, khu vực châu Âu, hay là khu vực Bắc Mỹ, hay là khu vực Trung Đông, hay là Nam Phi thì chúng ta chưa biết được, nhưng mà hiện tại họ đang triển khai để xuất ngoại ra, để tiến đánh những khu vực khác, để mang chúng ta làm mang quân đi đánh nước ngoài để đưa tiền về cho thị trường chúng ta ấy. Thì đây cũng là một trong những kế hoạch em đánh giá là khá tốt cho cái cổ phiếu Contechcom công này, có một cái sự tăng trưởng xa hơn trong tương lai nha. Nếu như họ mang được một cái tầm vóc tốt cho chúng ta, mang được một cái vị thế của doanh nghiệp trong nước đi ra nước ngoài và xây dựng được một trong những cái biểu tượng của các cái nước khác, biểu tượng của Việt Nam hoặc là những cái biểu tượng của những cái dự án mang tính chất là từ doanh nghiệp Việt Nam thì rất đáng tự hào hả chị. Đây cũng là một trong những cái mà yếu tố mà chúng ta có thể kỳ vọng được cho những cổ phiếu con tấn công trên sắp tới. Đó là cái yếu tố thứ hai ha. Đầu tiên là tổng mức độ dự án thi công từ đây cho tới cuối năm là full, thậm chí là vượt qua kế hoạch 2024 luôn. Rồi tới cái câu chuyện thứ ba, đó là báo cáo tài chính của quý 3 của con tấn công hiện tại đưa ra, chúng ta thấy được câu chuyện bức tranh rất rõ ràng là lợi nhuận gộp của con tấn công hiện tại đã vượt 100 tỷ nha chị. Thì con số 100 tỷ nó như thế nào so với giai đoạn quá khứ thì chúng ta nhìn qua các bạn báo cáo tài chính. Trong quý 1 năm 2023 chúng ta cũng thấy được là cổ phiếu Contechcom nó chỉ có dương 22 tỷ thôi. Quý 2 là 30 tỷ và quý 3 năm 2023 là đâu đó 68 tỷ. Có nghĩa là đâu đó trên 100 tỷ lợi nhuận gộp ha. Chúng ta nhìn qua câu chuyện về bức tranh năm 2022. Quý 2 âm 23 tỷ, quý 3 âm 3 tỷ, quý 4 âm 10, quý 4 là dương 18 tỷ. Đây chính là cái con át chủ bài để cho năm trước con tấn công nó đỡ phải có một cái biến động giảm mạnh đây nha. Nha anh chị nhá. Rồi, anh chị cũng đã nhìn thấy được một cái bức tranh lợi nhuận của con tấn công hiện tại này. Chúng ta nhìn thấy câu chuyện này ha. Đây. Đâu đó con tấn công nó đang có, chúng ta đang có tăng trưởng về doanh thu á. Đâu đó cổ phiếu con tấn công nó có một sự sụt giảm đáng kể, mạnh nhất là quý 3 năm 2021 sau khi mà sự lùm xùm giữa con tấn công và Recon rồi tất cả những cái doanh nghiệp mà vệ tinh của nói chung là một cuộc đấu đá nội bộ trong giai đoạn vừa trong giai đoạn trước, thì nó đưa cái cổ phiếu con tấn công nó đi về một cái vùng giá gọi như gần như là đáy lịch sử ha, loanh quanh vùng giá ba mươi mấy gần như đáy lịch sử, xong rồi sau đó một cái nhịp bật tăng về doanh thu nên cũng khá là ấn tượng.
đó là vào quý 4 năm 2023. Thì chúng ta coi cái cột rất là mạnh như thế này, quý 4 2023 là bao nhiêu tiền nhé? Quý 4 2023 của Contactcom rơi vào đâu đó 6.230 tỷ đúng không? Nhưng mà lợi nhuận của Contactcom chỉ có đạt được khoảng 18 tỷ thôi. Có nghĩa là cái hiệu quả lãi suất, hiệu quả của hoạt động kinh doanh so với tổng doanh thu thuần là gần như rất thấp nha. Chúng ta tiếp tục qua cái câu chuyện về quý 4 của 2023. Hiện tại là chưa cập nhật nha, phiên ra chưa cập nhật quý 3. Nhưng mà chúng ta đang nói về câu chuyện quý 4. Thông thường các cổ phiếu xây dựng nó sẽ có một cái bước cộng gộp về báo cáo tài chính. Tổng về các dự án công trình đưa về quý 4 là cái tổng cao nhất trong tất cả các năm. Thông thường quý 4 nó sẽ đưa cho chúng ta hạch toán báo cáo tài chính là tối đa nhất, hiệu quả nhất để cái doanh nghiệp này nó làm một cái bức tranh bài toán tài chính thật sự đẹp nhất. Nhân vậy chúng ta nhìn qua những cái lịch sử thì các cái biểu độ cao nhất của chúng ta đều là quý 4 của các năm. Từ năm 2020, 2021, 2022, 2023 đều là quý 4 của các năm ha. Đều sẽ có những doanh số cao nhất. Thì hiện tại nếu như chúng ta nhận thấy được cổ phiếu Contactcom hiện tại nó đang có những dự án gọi là đắc địa, ví dụ EcoPark Hưng Yên, ví dụ Hai Giác ở Hồ Tràm ha, hoặc là một số những cái dự án mà Contactcom nó đang triển khai và xây dựng, thì đây là những cái dự án mà Contactcom có thể hạch toán lợi nhuận vào. Có thể là không, Hưng Yên thì chắc là không kịp. Hưng Yên nếu mà đạt được đúng tiến độ thì cuối năm 2023 thì sẽ hạch toán với cái tài chính vào đây. Thì hy vọng là nó sẽ có một cái bức tranh đột phá cho chúng ta vào năm 2024, có nghĩa là cũng giống như các quý cùng kỳ ha, cũng như các quý trong các năm trước vừa qua. Rồi nếu như mà cái biên độ lợi nhuận chúng ta ở quý 3 nó đạt 68 tỷ là tăng gấp đôi so với quý 2, cũng như là tăng trưởng gần như là chắc cũng khá là lớn đó. Nếu mà quý 3 2022 âm này 60 mấy tỷ thì tăng cũng khá là mạnh. Thì nếu như mà chúng ta nhìn qua báo cáo năm thì Contactcom hiện tại nó đâu đó trên dưới 100 tỷ đúng không ạ? Hiện tại chúng ta bắt đầu chúng thấy được một cái sự down sụt giảm này, 1.500 tỷ hoạt động lợi nhuận này, sau đó 700 tỷ, 300 tỷ, 24 tỷ, 20 tỷ, và nếu như năm nay chắc chắn nó trên 100 tỷ rồi. Thì nếu như báo cáo tài chính của quý 4 nó vượt con số 70 tỷ đi. Hiện tại là chúng ta có 68 tỷ của quý 3 đúng không? Vượt con số 70 tỷ đâu đó 100 tỷ thì tổng lợi nhuận hoạt động sau thuế hoạt động của Contactcom nó sẽ rơi đâu đó vào loanh quanh khoảng 200 tỷ, thì nó sẽ tiệm cận vào đâu đó là cũng gần như là 70% so với năm 2020. Có nghĩa là cái thời kỳ mà chúng ta bắt đầu thấy là cái bắt đầu việc mà rơi của cổ phiếu Contactcom sau khi mà có một số lục đục về nội bộ cũng như là bắt đầu rơi vào cái dự án gọi là Covid đó anh chị, thì năm 2020 ha. Thì doanh thu bắt đầu sẽ có sự cải thiện dần, hay chúng ta còn gọi là năm 2021, 2022 là một cái năm mà chúng ta một cái giai đoạn, một cái chu kỳ gọi là gần như là tạo đáy của cổ phiếu Contactcom, cổ phiếu vua đấy ha chị. Chúng ta nhớ lại cổ phiếu Contactcom ngày xưa là nó đâu đó nó đã trên 100, 120 ngàn cổ phiếu ha. Khi mà thời điểm đỉnh cao của nó phát, chúng ta nhớ là nếu mà thời điểm mà nó hoàn thành xong công trình Landmark 81 hình như là cũng 100 hay 150 ngàn gì đó một cổ phiếu, cũng rất là mạnh. Thì thời điểm đó là cái hoạt động tài chính nó khác với bây giờ. Hoạt động tài chính của dưới thời kỳ của Chủ tịch Dương là gần như là không vay ngân hàng, nhưng mà ở thời kỳ này thì chúng ta dùng đòn bẩy ha, cổ phiếu Contactcom có sử dụng đòn bẩy để vay vốn và hoạt động phục vụ cho hoạt động kinh doanh, đó là tiến đánh ở thị trường nước ngoài nha chị. Đó là cổ phiếu Contactcom ha. Rồi nói sơ về một số những cái tính gọi là tích cực của Contactcom thôi, và một số những cái thứ hai nữa, những cái gì tiêu cực của ngành xây dựng thì chúng ta cũng thấy được là chi phí nguyên vật liệu tăng cao ha. Chi phí nhập khẩu xuất khẩu về các cái nguồn xây dựng vật liệu ví dụ như xi măng hay là những cái chi phí khác cũng đang dần tăng cao, thì đây cũng là một trong những yếu tố liên quan tới cái chi phí tài chính nha chị. Chi phí hoạt động kinh doanh nó ảnh hưởng vào cái chi phí tài chính để phần nào đó tăng một phần nào đó về chi phí. Nhưng nếu như mà Contactcom tiếp tục duy trì được một cái đà tăng trưởng tốt như năm 2023 này, giai đoạn quý như thế này, thì khả năng rất là cao chúng ta sẽ có nhiều chuyển biến rất là tích cực của quý 4 năm 2023, và đặc biệt là sẽ là hai quý đầu năm của 2024 nha chị. Hoạt động ở cuối năm để triển khai những cái dự án để thu hồi nguồn tiền về, hoạt động ở quý 1 của năm sau cũng là một trong những hoạt động mà chúng ta thấy được là cái biên độ và cái tốc độ về những cái nhóm ngành xây dựng nó sẽ có một cái gì đó nó sôi nổi hơn ha. Và chúng ta sẽ có một cái sự book báo cáo lợi nhuận của quý 2. Có nghĩa là quý 2 chúng ta sẽ có cái lợi nhuận của quý 1. Thì chúng ta đo từ từ quý 3 từ quý 4 năm 2023 này cho tới quý 2 năm 2024 thôi. Chúng ta chỉ đi trong vòng đâu đó vỏn vẹn gần gần hai quý hoặc hơn hai quý một chút thôi.
để chúng ta có thể là đạt cái target chúng ta đề ra ha. Rồi bây giờ nói sơ sơ về những cái hoạt động cơ bản rồi, những yếu tố cơ bản của công tác công rồi, những dự án họ có, kế hoạch họ triển khai sắp tới và báo cáo tài chính của họ cũng có rồi, thì bây giờ chúng ta đi vào cái phân tích kỹ thuật xem coi cổ phiếu công tác công sẽ có những cái vùng mua nào là những cái vùng mua hợp lý ha. Thì dựa trên phân tích kỹ thuật chúng ta cũng thấy trên cái đồ thị trong dài hạn trước, mình nhìn qua dài hạn trước thì mình thấy cổ phiếu công tác công hiện tại nó vẫn đang tiếp tục nằm trong cái chu kỳ uptrend nha chị. Uptrend là sao? Có nghĩa là nó nằm trên được cái vùng mây, nằm trên được vùng hai kiếm. Thì chị thấy này, trong giai đoạn trước 3 4 tháng trước nó đang cố gắng vượt được cái đường xuống để nó lấy lại được trạng thái tăng, nhưng mà nó vẫn nằm đâu đó dưới vùng mây, nó gặp mây và nó bị bán, gặp mây bị bán. Thì cái tháng này là cái tháng chúng ta thấy rất rõ ràng cổ phiếu công ty công có sự bứt phá rất là mạnh để nó chui vượt lên khỏi vùng mây này luôn ha. Thì nó lựa thời điểm là cái eo mây khá mỏng này để nó vượt qua. Đây cũng là một trong những cái yếu tố mà Ichimoku nó thể hiện rất rõ trên cái biểu hiển thị tài chính anh chị, chúng ta sẽ thấy được sớm hơn các cái chỉ báo tài chính khác. Nếu như chúng ta nhìn qua nến không á, chúng ta thấy được ôi đây là cái vùng bán mà, đây là cái vùng bán mà, vùng này chúng ta đâu có mua được, vùng này chúng ta đâu có mua được, vùng này là vùng cản mà, ở vùng này là vùng cản nè, thì vùng này đâu có mua được. Nhưng mà khi mà nhìn trên Ichimoku chúng ta thấy rất rõ ràng nha chị, thì đây là cái vùng EMA mỏng nhất mà có tấn công cần phải vượt qua, thì nó cũng đã chui vượt qua được cái vùng EMA này và nó xác nhận uptrend trong dài hạn nha chị, không tháng, xác nhận uptrend dài hạn với điều kiện là trong tháng này cổ phiếu này vẫn tiếp tục giữ cái nền giá này hoặc tiếp tục bứt phá đi lên ha. Đây chỉ là một trong những cái giai đoạn đầu của cái tháng này thôi, nó chưa đóng đến tháng, chúng ta chưa có một cái xác nhận 100% là cổ phiếu có tấn công nó bước vào chu kỳ tăng giá uptrend trong dài hạn nha anh chị. Uptrend trong dài hạn thì chúng ta nhớ rồi, vài 3 tháng chứ không phải là chỉ có một tháng ha. Thì chúng ta kỳ vọng cái nhịp này nếu như xác nhận thành công nằm trên mây thì chúng ta sẽ kỳ vọng nhịp này có tấn công sẽ đánh thẳng về đâu đó là quanh vùng 85 cho tới 90. Ok thì nhá. Ở đó là khung dài hạn, chúng ta qua khung trung hạn. Trung hạn là chúng ta nhìn đồ thị tuần xem coi có những cái yếu tố rủi ro nào hay không. Nếu mà nhìn trong khung trung hạn, anh chị cũng thấy được là nó đang tiến đánh cái khu vực cản tuần 52 và 53 này rất là nhiều tháng, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng tiến đánh test liên tục ha. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, tháng thứ tư bứt lên, và tháng vừa qua là cái tháng mà chúng ta cảm nhận được là một cái tháng cực kỳ xấu của thị trường luôn. Mà cổ phiếu có tấn công vẫn có một cái bứt phá kéo vượt lên trên, nằm trên con dao găm. Thì cái nhịp này là cái nhịp mà chúng ta thấy được khi mà nó bứt phá lên nó xuất hiện cái vùng khách sạn này ha, vùng khách sạn đâu đó 51.3, và anh chị cũng thấy được là vùng khách sạn này là cái vùng khách sạn rủi ro của con tấn công có thể điều chỉnh về, nhưng mà nó không quá to, nó không quá rộng, nó không quá mạnh. Có nghĩa là cái vùng khách sạn này nếu như cổ phiếu tiếp tục bứt phá lên trên thì hai kiếm của khung tuần nó sẽ tiếp tục hợp bích đỉnh phóng lên đó, có nghĩa là tốc độ tăng trưởng của tấn công vẫn có. Nếu như một cái nhịp điều chỉnh trong giai đoạn sắp tới thì là một cái cơ hội rất là lớn chúng ta đầu tư vào cổ phiếu con tấn công. Tại vì sao ạ? Chúng ta nhìn qua khung ngắn hạn, chúng ta sẽ thấy được là cổ phiếu con tấn công hiện tại đang có một cái xung lực tăng rất là mạnh khi mà hai kiếm nó đang hợp bích lại với nhau. Dao găm cũng đang nâng lên nền trên, thì đây là một cái vùng hỗ trợ cực kỳ mạnh cho cổ phiếu luôn. Đây là một cái vùng hỗ trợ cực kỳ mạnh. Đó là vùng loanh quanh 52, 51, 52. Thì cái vùng giá mà chúng ta vẫn duy trì được một cái trạng thái tăng là vùng giá nào? Chính là cái vùng giá này, 54, 55 nha. Nếu như trong giai đoạn sắp tới một vài nhịp điều chỉnh tới ngày thứ ba và ngày thứ tư nếu như có, hoặc hoặc đâu đó là nhịp điều chỉnh trong tuần này nếu có mà nó cho chúng ta được một cái vùng giá tốt của cổ phiếu công tác công kiểm tra lại vùng 54, 55 thì anh chị nên mua vào để chúng ta bước vào một cái nhịp gọi là nắm giữ dài hạn đối với nhóm cổ phiếu xây dựng và đặc biệt là cổ phiếu công tác công này luôn nhé. Em cũng sẽ đi vào một số những cái nhận định về cổ phiếu của thế giới di động, nhưng mà cổ phiếu có tấn công là một trong những cổ phiếu mình thấy được là nó cũng sẽ có một cái tiềm năng tăng trưởng tốt, và biểu đồ kỹ thuật nó cũng đang cho chúng ta thấy được những yếu tố tích cực và có thể mua được ha. Còn cổ phiếu thế giới di động thì em sẽ làm một cái video sau anh chị. Vùng mua của cổ phiếu có tấn công thì bây giờ nó sẽ là một cái vùng 54 và 55 nhé, em nói rồi chị ha, 24 và 55 để tiếp tục duy trì được một cái đà tăng. Đây, nói lại nhá. Video này thì anh chị cũng đừng có lo, không phải là một cái video ngày mai mua liền đâu. Video này là một cái video mà chúng ta kỳ vọng là thị trường nó sẽ có những cái nhịp rung lắc để cổ phiếu này nó quay về cái vùng test để chúng ta có thể mua được nhé. Rồi, mình xem thử coi cái vol của cổ phiếu này hôm nay nó như thế nào ha. Hiện tại hôm nay cái lực bán như vậy là cũng mạnh đấy. Cổ phiếu này khả năng đấy, nó cũng sẽ điều chỉnh lại cho anh chị mua thôi. Để coi volume nhé. Chúng ta coi volume. Ok. Phiên hôm qua này tăng rất là mạnh, một cái
một cái nến tăng cực mạnh luôn ha, và sau đó nổ vôn. Phiên hôm nay thì nó test cùng lại với một cái thanh khoản cũng khá là thấp. Đối với em thanh khoản như thế này rồi cực kỳ tốt cho cổ phiếu của tấn công luôn. Chúng ta không biết được là nó có test về được cái vùng giá 54, 55 chúng ta mua hay không. Nhưng mà nếu mà nó test về thì anh chị cũng đừng bỏ qua cơ hội này nhé. Còn trong trường hợp các anh chị khách hàng của em thì em sẽ theo sát cho chúng ta cổ phiếu này. Nếu như mà nó có một cái dấu hiệu nó không kiểm tra về thì chúng ta sẽ nâng nền giá lên mua. Có thể là chúng ta sẽ mua ở một cái nền cao hơn cái mức 54, 55 một chút. Nhưng mà ở dài hạn hơn thì khả năng là chúng ta sẽ có được một cái lợi nhuận nó an toàn, nó chắc hơn. Ví dụ chúng ta nó chỉ về đấy, chúng ta mua, nó chạy lên luôn thì chúng ta thắng. Còn nếu như chúng ta chờ 54, 55 ở vùng dưới đây mà nó chỉ về cái vùng giá mà em đang chờ thôi, mà nó bật lên luôn thì chúng ta coi như là không có được cái hàng đấy ha. Thì các chị khách hàng của em thì có thể là chờ đợi cổ phiếu tấn công này là một trong những cổ phiếu mà em sẽ theo dõi nó sát trong giai đoạn nhịp điều chỉnh nếu như có vào ngày thứ ba, chiều thứ ba hoặc là ngày thứ tư. Ok ha, thì trong tuần này nếu như mà có cơ hội chúng ta phải vào cổ phiếu này nhá. Rồi đi sơ qua thị trường cho chúng ta để ngày mai nó như thế nào. VN Index, ok, VN Index anh chị cũng thấy rồi ha. Index ngày mai nó sẽ tiến về một cái vùng gọi là tiến đánh cái vùng cản khá là mạnh. Đây là một cái vùng mà em đánh giá là không qua được đâu. Đây là một cái vùng tạo gap rơi ha, cái gap rơi này cũng như là mỗi vùng cản này rất là mạnh. Thì để mà tiến đánh cái khu vực này á, nó chỉ có một cơ hội duy nhất là chiều ngày mai thôi. Một cơ hội duy nhất là chiều ngày thứ ba này, nếu như mà nó muốn vượt qua được cái vùng cản này, nó phải tiến đánh vượt qua hẳn cái khu vực 1.100 luôn trong chiều ngày thứ ba. Nhá, chiều ngày thứ ba. Thì sau đó nó sẽ xác nhận lấp gáp và nó sẽ retest lại một lần nữa rồi nó sẽ tiếp tục đi lên. Nên cho dù ngày thứ ba nó có tăng vượt cản luôn, chúng ta cũng không cần phải mua đua. Chúng ta nếu như có cơ hội đó, thì chỉ mua những cổ phiếu nào nó bứt nền hoặc những cổ phiếu nào nó đang về vùng hỗ trợ tương đối tốt chúng ta mua thôi ha. Còn những cổ phiếu nào nó đang tăng quá nóng không cần phải mua, bởi vì nó mà vượt qua được nó cũng sẽ test lại cho chúng ta thôi, nó không đi liên lên, nó không đi luôn được đâu vậy ha. Rồi còn nếu trong trường hợp chiều ngày thứ ba nó không qua thì sao? Chiều ngày thứ ba nó không qua thì chúng ta sẽ đón lỏng nó ở đâu đó là quanh vùng 1.065 ha, chiều ngày thứ ba tới đây. Nếu như mà nó không qua được cho sẽ đón lỏng ở đây, bởi vì bắt đầu sẽ có một cái vùng mây hút giá về đây. Chiều ngày thứ ba làm gì làm bứt qua luôn đi thì không sao nhá. Còn nếu mà chiều ngày thứ ba mà lại loanh quanh ở dưới 1080 á, hoặc là đóng dưới 1080 thì chúng ta sẽ đón lỏng 1065 ha. Rồi đơn giản vậy thôi, chúng ta sẽ đi với nhau xa và dài hơn nữa trong giờ sắp tới nha. Đối với tiêu chí của em thì nhịp gần đây không cần phải mua đua, không cần phải mua đuổi. Các anh chị khách hàng của em thì cũng cứ yên tâm, em cũng luôn luôn ở đây chờ. Nếu như giải ngân chúng ta cùng giải ngân với nhau ha. Ăn chắc mặc bền, mua doanh nghiệp nào phải có cơ sở của doanh nghiệp đó, mua cổ phiếu nào chúng ta phải có cái câu chuyện về cổ phiếu đó, chứ không phải là chúng ta cứ nhắm mắt chúng ta mua ha chị. Chúng ta không mua theo tâm linh, chúng ta mua ít nhất về về phân tích kỹ thuật và về yếu tố thứ hai là về phân tích về cơ bản doanh nghiệp, ít nhất là phải có 6 ngành hoặc là ít nhất về những cái thông tin về doanh nghiệp chúng ta phải có nha chị. Anh chị cần em hỗ trợ thì có thể là gọi em qua số điện thoại là 0915215247, hoặc là nhìn thấy có cái ID ở dưới cái video này, đó là BCK8 ha. Chuyển một cái ID về tài khoản VPS BCK8 thì em sẽ hỗ trợ cho chị vào room VIP. Chúng ta tư vấn đi lệnh với nhau ha. Nhịp này em sẽ không có rải nhiều danh mục nữa, mà nhịp này chúng ta sẽ đi cùng nhau một danh mục một thôi. Bốn mã cổ phiếu, một danh mục chúng ta sẽ đi với nhau từ cuối năm ha. Chúng ta không cho lựa chọn ba bốn danh mục nữa, bởi vì khi đó quản lý rất là khó. Nha chị, nhịp gần đây, nhịp tới sẽ là bốn cổ phiếu trong một danh mục. Chúng ta sẽ cùng đi với nhau. Anh chị nha. Bye bye chị nhà đầu tư. Hẹn gặp lại quý chị vào video tiếp theo. Thế giới di động nha.